Ok, sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách xóa nền ảnh trên một ứng dụng background. Thì đầu tiên mọi người vào Google, sau đó là mọi người gõ chữ Zemover. Burger.com. Sau đó mọi người ấn chọn Add. Đây. Sau đó mọi người ấn vào Upload Image. Chọn ảnh. Xong. Đấy, ok chưa mọi người? Sau đó là mọi người ấn vào Edit, chỉnh sửa ảnh. Đây là các hình ảnh của background. Đây là color, là các cái màu sắc, mọi người có thể chọn các màu sắc này. Tùy mọi người thích màu gì thì mọi người chọn này. Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, hoặc là ở trên mọi người cũng có thể chọn này. Hình ảnh này rất là sinh động. Đấy, sinh động. Sinh động đúng không ạ? Ok, sau khi mà mọi người đã xóa được cái nền ảnh rồi thì mọi người lưu ảnh, thì mọi người ấn vào cái mũi tên ở góc phải trên cùng. Sau đó là mọi người ấn vào Download Image. Đấy, bạn có muốn tải không? Ok, tải xuống. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn cho mọi người cách xóa nền ảnh ở trên ứng dụng phần mềm Remover Background. Ok, cảm ơn mọi người xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Và đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ video này của em nhé. Ok, xin chào.